Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đến với chương trình tư vấn về xe cũ của Khiêm vào thứ bảy hàng tuần ha. Thời gian trước đây thì Khiêm có làm cái clip tư vấn quý vị là khi mà quý vị mua những cái mẫu xe cũ á, nếu mà xe vẫn còn đăng kiểm á, thì quý vị vẫn tiếp tục sử dụng, không cần đăng kiểm lại. Nhưng thời gian gần đây, cụ thể là từ hiện tại thời gian Khiêm đang làm clip đó là ngày 8 tháng 6 2024 ha. Thì đối với những cái mẫu xe cũ nào mà quý vị mua lại á, và quý vị đã sang tên đổi chủ rồi thì nhưng mà cái thời gian đăng kiểm trên cái sổ đăng kiểm vẫn còn, thì thật ra để sử dụng thì vẫn sử dụng được, nhưng mà Khiêm khuyên quý vị nên là nên đăng kiểm lại luôn theo cái bản số xe mới của mình luôn quý vị. Tại vì hiện tại bây giờ cái vấn đề mà phạt nguội á, mà để mà xử lý á, thì bên công an thì làm rất là gắt nha quý vị. Và cái thời gian mà để mà từ khi mà quý vị bị bán phạt nguội á, tới cái thời điểm mà để nó có thể update lên phần mềm á, thì thời gian tương đối lâu, có thể là 2-3 tuần, có xe là nhiều khi là xe là 2-3 tháng mới update lên. Nhưng mà lỡ mà trong cái quá trình mình rút gốc mình sang tên á, thì mình cái lỗi nó chưa update lên hệ thống thì mình vẫn sang tên đổi chủ được. Nhưng mà khi mà mình đã ra tên nhưng mà cái đăng kiểm mình chưa đăng kiểm lại á, thì khi mà nó update lên hệ thống á, thì lần sau mình đi đăng kiểm á, thì đăng kiểm không được quý vị. Và rất nhiều trường hợp đã bị cái trường hợp này rồi, ngay cả bản thân bên khi bán xe đây, nhưng mà có một số xe là lúc trước là cũng đi đăng ký sang tên khách bình thường, khi mua vô cũng đã kiểm tra phạt nguội là không có lỗi quý vị. Nhưng mà mấy tháng sau thì lại khi mà khách hàng đi đăng kiểm lại á, thì lại phát sinh cái lỗi là bị phạt nguội trong khoảng thời gian đó, thì bên khi phải đi xử lý cho khách hàng. Còn đối với quý vị mà khi mà mua xe ở ngoài á, thường cái này là quý vị tự chịu thôi. Nên tốt nhất khi mà quý vị mua mẫu xe cũ của mình, khi đã sang tên đổi chủ qua tên mình có biển số mới rồi, thì khuyên quý vị là quý vị nên đi đăng kiểm lại. Thực ra cái phí đăng kiểm thì nó chỉ có 340.000 thôi, nhưng mà cái thời gian cái phí đường bộ mà quý vị xe nó vẫn còn thì người ta sẽ tiếp tục người ta tính tiếp quý vị với cái phí đường bộ không mất. Nhiều quý vị là sợ đi đăng kiểm lại là cái phí đường bộ đối với cái xe đó thì nó bị mất, nên nhờ nhiều quý vị cũng ngại vấn đề này. Thì khuyên quý vị là nên đi đăng kiểm xe lại khi mà đã ra tên của chính mình luôn, để tránh những cái trường hợp phát sinh về sau. Như khi nói là phát sinh phạt nguội về sau, thì chừng đó là cái chi phí mà lỡ mà dính phạt nguội nhẹ thì không sao. Có những cái trường hợp là bị dính tốc độ chạy 10 đến 20 km là quý vị đã phạt 5 triệu tước bằng lái 2 tháng rồi. Hoặc có nhiều trường hợp, một cái lỗi đơn giản nữa là quý vị chạy vào làm khẩn cấp trên cao tốc đi, cũng là phạt số tiền tương đối nhiều rồi. Nên quý vị hãy đi đăng kiểm lại cái xe của mình khi đã sang tên đổi chủ rồi quý vị.